Xin thân mến kính chào tất cả quý khách hàng vào buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi đăng tải một sản phẩm, đó là Komatsu PC60-6. Và con này chúng tôi mới về, xe rất là nhiều nên chúng tôi sẽ bán giá chưa dọn cho quý khách hàng để bà con nhà mình về tự dọn. Bà con ở khu vực miền Tây có thể lưu ý với cái sản phẩm mà chúng tôi mới về này nhé. Mọi chi tiết cụ thể nhất thì vẫn như bữa trước thôi, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh trực tiếp qua Zalo cho quý vị nhà mình để tham khảo với sản phẩm mà chúng tôi đang có tại bãi Thuận An, Đi An, Bình Dương. Con này chúng tôi mới về. Lưu ý là cái giá là chúng tôi bán giá chưa dọn để cho quý vị về tự dọn. Chúng tôi dọn lên thì cái giá nó sẽ khác. Về phần thủy lực con này này, mâm không nhịp này, máy không đổ hơi này. Mâm không nhịp, máy không đổ hơi, chân cắt khỏe, thủy lực ok. Còn về vấn đề quý vị về có thể chỉnh sửa thêm một chút xíu nữa, còn bề ngoài nó thì từ dàn chân, dàn xương, xích, đá xích thì con này đẹp rồi. Còn quý vị về chữ ở cái điểm nào đó thì anh em và con nhà mình có thể là bổ sung thêm để cho nó đẹp hơn chút xíu. Còn chúng tôi để nguyên như này để bán. Mọi người có thể đăng ký kênh để tiện theo dõi nhiều hơn những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng tải. Rất vui khi được phục vụ tất cả quý khách hàng.